Vậy thì em có cần phải xét nghiệm không? Hay là bây giờ em đã có con rồi, hiển nhiên là em đã có quan hệ tình dục rồi. Vậy thì em sẽ có nguy cơ bị nhiễm con HPV, hoặc thậm chí là em có nguy cơ bị biến đổi ở ở tế bào cổ tử cung. Vậy thì em có cần làm cái xét nghiệm này trước khi tiêm không? Chào bác sĩ, em năm nay 25 tuổi, đã có hai cháu và dự tính sẽ có cháu tiếp theo. Em tiêm vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung giờ có hiệu quả không và có ảnh hưởng gì đến kế hoạch sinh con không ạ? Câu trả lời dành cho bạn đó là hoàn toàn tốt bạn ạ. 25 tuổi là đều nằm trong các đối tượng có thể tiêm phòng vaccine ung thư cổ tử cung. Cái độ tuổi mà hiện giờ Bộ Y tế của Việt Nam đang cho phép tiêm vaccine HPV là 26 tuổi. Vậy có nghĩa là gì? Nếu mà bạn dưới 26 tuổi thì hoàn toàn có thể tiêm được. Còn nếu như mà ví dụ như mà khi mà bạn trên 26 tuổi, 27, 28, 29, 30, vân vân và vân vân thì hiện giờ tại Việt Nam thì vẫn chưa cho phép được tiêm. Bởi vì nếu như mà bạn có một người bạn nào đó bảo là năm nay em 30 tuổi và đang muốn đi tiêm phòng vaccine thì một cái lời khuyên đó là sẽ không tiêm được. Vậy thì em có cần phải xét nghiệm không? Hay là bây giờ em đã có con rồi, hiển nhiên là em đã có quan hệ tình dục rồi. Vậy thì em sẽ có nguy cơ bị nhiễm con HPV, hoặc thậm chí là em có nguy cơ bị biến đổi ở ở tế bào cổ tử cung. Vậy thì em có cần làm cái xét nghiệm này trước khi tiêm không? Không. Tất nhiên là bạn sẽ chỉ làm kiểm tra là để kiểm tra sức khỏe mà thôi, chứ không phải rằng là nếu mà bạn có cần làm xét nghiệm HPV trước khi tiêm cũng không. Hoàn toàn không cần làm xét nghiệm. Bởi vì làm sao? Thậm chí là nếu mà bạn đã xét nghiệm là có HPV bị dương tính rồi thì vẫn khuyên bạn là nên tiêm. Vì làm sao? Vì nếu mà bạn bị nhiễm HPV thì thường bạn chỉ bị nhiễm một type HPV mà thôi. Trong khi đó thì bạn tiêm vaccine, bạn có thể phòng được 2, 4 hoặc 9 type ung thư cổ tử cung. Vì vậy, có một lời khuyên của bạn là bạn không cần làm xét nghiệm trước khi tiêm. Thậm chí là nếu mà bạn đã làm xét nghiệm trước đó và đã dương tính với HPV thì bạn vẫn hoàn toàn nên tiêm. À, thế bây giờ tôi tiêm vaccine ung thư cổ tử cung rồi. Xong rồi thế là tôi yên tâm quá. Tôi chẳng phải lo gì ung thư cổ tử cung nữa, phải chăng thế không? Bởi vì tôi thấy là bảo là nước Mỹ là gần như bây giờ cũng xóa sổ được phần chính cái bệnh lý ung thư cổ tử cung là do có vaccine, là do có sàng lọc ung thư cổ tử cung rồi. Vậy thì phải chăng tôi tiêm xong rồi là tôi có một cái miễn tử bài rồi? Không. Bạn khi mà bạn tiêm xong cái vaccine ung thư cổ tử cung ấy thì bạn vẫn cứ phải đi sàng lọc giống như các người bình thường. Lý do tại sao? Như tôi đã giải thích rồi. Khi mà bạn dùng các cái loại phòng được 2 type HPV, 4 type HPV hay là 9 type HPV thì bạn vẫn còn các cái type khác gây ra ung thư cổ tử cung, mặc dù nó chỉ chiếm một phần rất rất nhỏ trong các cái trường hợp ung thư cổ tử cung thôi. Nhưng bạn không phải là cái nguy cơ ung thư cổ tử cung bạn giảm xuống còn 0%. Vì vậy bạn vẫn cứ phải đi sàng lọc ung thư cổ tử cung giống như các người phụ nữ mà chưa tiêm phòng vaccine HPV. Là chúng ta thường định nghĩa trong đầu rằng là chúng ta chỉ tiêm HPV cho các bé gái, cho các người phụ nữ, bởi vì có ung thư cổ tử cung mà. Chúng ta sẽ nghĩ đến là HPV là gây ra ung thư cổ tử cung, nhưng không ạ. HPV còn các cái vaccine HPV ấy, thì còn được dùng cho các bé trai. Tại vì làm sao? Các bé trai cũng hoàn toàn có thể nhiễm cái con HPV này qua cái quá trình sinh hoạt, qua quá trình quan hệ. Và cái HPV này nó cũng có thể gây ung thư dương vật ở nam giới, có thể gây ra những ung thư của hầu họng, những ung thư của hậu môn trực tràng và có thể gây ra bệnh lý sùi màu gà ở nam giới. Vì vậy các bé trai vẫn hoàn toàn được khuyến cáo để phải tiêm phòng vaccine phòng HPV. Ví dụ như nhà tôi là có một bé trai và một bé gái và cả hai cháu đã đều hoàn thành hai mũi tiêm vaccine khi mà dưới 15 tuổi ấy. Xin nói thêm mà tại sao lại vừa nói là ba mũi, bây giờ lại các con nhà tôi thì lại tiêm hai mũi đó. Bởi vì làm sao? Các cháu dưới 15 tuổi chưa có quan hệ thì chỉ cần tiêm hai mũi mà thôi. Đối với cả nam giới thì là độ tuổi khuyến cáo là từ 10 cho đến 26 tuổi ạ. Thì các bé trai vẫn khuyên nếu mà dưới 15 tuổi thì sẽ chỉ cần tiêm phòng hai mũi mà thôi. Nếu như mà trên 15 tuổi và đã có quan hệ tình dục thì sẽ tiêm 3 mũi tất cả. Cái việc mà sau khi tiêm cũng không phải bất cứ một kiêng khem mà không cần phải bất cứ một cái chú ý gì.
Sau tiêm đôi khi với cả các vaccine phòng HPV nó cũng sẽ có cái tác dụng phụ giống như các cái vaccine khác. Nó có thể đau tại chỗ, nó có thể sốt nhẹ, nó có thể hơi đau mình mẩy một chút thôi. Và chúng tôi bao giờ cũng khuyến cáo rằng là sau khi tiêm các cái vaccine ý, thì các khách hàng đến tiêm ý, thì sẽ khuyên là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và vận động nhẹ sau khi tiêm mà thôi. Và nếu như mà có những cái biểu hiện bất thường mà mạnh mẽ, ví dụ như sốt cao kéo dài, cảm giác thấy khó thở, cảm giác thấy mẩn đỏ nhiều, cảm giác thấy mệt mỏi, thì hãy đến với cả các cái trung tâm, các bệnh viện mà có những cái cấp cứu về dị ứng để được khám và điều trị, phòng những cái trường hợp mà quá mẫn với cả các thành phần của thuốc. Câu hỏi thứ hai của bạn đó là có ảnh hưởng gì đến kế hoạch sinh con không? Không, hoàn toàn không bạn ạ. Bạn chỉ cần sau khi tiêm xong ấy, thì bạn sẽ lùi lại 3 tháng để cho nó hết tất cả những cái nguy cơ ảnh hưởng đến em bé. Và sau đó thì bạn vẫn có kế hoạch sinh con như bình thường. Thậm chí rằng sau khi mà đã được tiêm phòng vaccine HPV rồi ấy, thì cái việc mà bạn mang thai mang lại cho bạn cái sự an tâm trong cái việc mà loại trừ những cái nguy cơ gây ra ung thư cổ tử cung. Vậy thì bạn sẽ được giảm tối đa cái mà nguy cơ gây ra ung thư cổ tử cung. Và chúng ta sẽ theo dõi sát thai kỳ, và để đến sau khi mà hết thai kỳ thì chúng ta sẽ tiêm tiếp tục ạ. Nếu như mà chúng ta để đến sau thai kỳ thì các cái mũi tên tiêm trước nó sẽ gần như không còn hiệu quả, và chúng ta sẽ phải tiêm lại từ đầu ạ.